Luôn em, thì hôm nay là cũng ngày cuối của nghỉ lễ rồi, mai 3 tháng 5 thì chúng ta lại đi học đi làm tiếp thôi. Thì hôm qua tôi đã chơi với con một con game khá là hay nên hôm nay sẽ tiếp tục đó, nói về con game hôm qua. Đây, một con game mà thể loại giải đố trinh thám, tất cả mọi thứ mình chơi là chỉ đứng trong cửa tiệm và chọn mọi thứ thôi. Hay là giao diện con game nó như thế này, nhìn trông đơn giản vậy thôi chứ thực ra game là nó hay, rất hay luôn. Thì hôm qua chúng ta đã đi được 5 ngày rồi nên hôm nay chúng ta tiếp tục chơi tiếp thôi. Hiện tại thì tôi đang dùng cái bảng mà chìa khóa thô, tức là cái bộ công cụ này nó chạy tự động, nó bắt các test trong game mà nó sử dụng Google dịch để nó dịch luôn. Thực sự thì cái bảng chìa khóa thô nên là không thể yêu cầu đòi hỏi hơn được, những gì nó mang lại chỉ đủ để chúng ta đọc hiểu sơ thơ thôi. Tất nhiên là nó dịch sẽ sai rất nhiều, chính xác nghĩa thì cũng tương đối. Hôm qua thì ở ngày thứ năm thì tôi cũng đã bí rồi, cũng do cái mà dịch này nó không có dịch đầy đủ. Tôi cũng tắt nhạc đi để cái âm lượng nhạc nó là nhạc bản quyền. Đây, sao màn hình nó chói dữ vậy ta? À, nó giảm độ sáng nhìn vào nè. Chúng ta tiếp tục cái màn chơi. Đây là ngày năm thứ ba. Hôm qua tôi nhớ là hết ngày này mà ta. Người đàn ông muốn bạn đi về phía tây từ Sebes, có thể là gần nguồn của dòng sông Winter. Sebes nè, đi về phía tây nè, gần nguồn của dòng sông. Khoan, gần nguồn của dòng sông nào? Sông Winter. Con sông Winter đây, gần nguồn của dòng sông Winter, đi về phía tây mà gần nguồn. Vì gần nguồn ngay chỗ này, còn nguồn là ngay chỗ này nên tôi nghĩ là cái ô trên hơn, gần ở đây. Nhất tiết là không có gì đây cả, chúng ta lại tưới nước thôi. Cái bình tưới của ta, chúng ta đâu ta? Đây, tưới nước thì sẽ có cái đơn vị thời gian đó. Chúng ta đã biết tên được khá nhiều loại cây nè. Bên đây là 9, bên đây là 9 nữa là 18, 18 với 4 này. Chúng ta biết hơn 20, 22 loại cây rồi thì cũng còn lại cũng tầm đó số cây thôi. Giờ đóng này qua đây luôn cho dễ. Thì đây là cái manh mối của người đàn ông muốn gặp mình. Ông kêu đi về phía tây thì sẽ bớt gần nguồn dòng sông Winter. Thì sông Winter đây, đi về phía tây sẽ bớt về gần nguồn dòng sông Winter là chỉ có hai ô này. Thì nếu như hồi nãy mình đã thử hai ô này rồi mà không có gì, chắc thử đến ô này chính xác không đó. Hôm qua tôi cũng đã thử ô này luôn rồi nhưng mà nó chỉ là gần nguồn thôi. Ô này mình đã thử rồi nè, ô này cũng đã thử rồi nè, thì chỉ còn ô bên đây. Thì vẫn không có gì luôn. Cái con này nó có sai chỗ nào không ta? Đơn giản gì thôi mà. À, đúng cái dòng sông Winter luôn nè. Có thể là gần nguồn thì nó chỉ nằm trong bốn con này thôi, mình đã thử 1 2 3 4 rồi. Hay là gần nguồn nó nằm ở đây, tôi không nghĩ là cái con này đâu. Tiếp tục chúng ta tưới cây thôi. Cái này là do nó tả cố tình làm khó mình. Lady Summer, quý cô mùa hè. Gen, bộ đôi chung. Bớt.
Bây giờ mình còn con nào nữa ta? Đi về phía tây rồi chưa bớt. Đây, tới đây luôn. Ô này tới rồi, ô này rồi, ô này rồi. Thì còn một ô bên đây thôi. Ô bên đây rồi gần nguồn rồi. Đây là giữa sông rồi luôn ta. Cũng không có gì luôn. Thôi, tạm thời để đây. Chúng ta tiếp khách mới. Đây là một người không xác định. Trên tiếng của mình thì đang phát triển dần rồi. Nghe nói là mình đã đến những cây có rất nhiều cái cây quý lạ, quý hiếm lạ lùng. Thì cái bà này là cảm giác như cái đầu rất là đau, tìm kiếm một cái gọi là hấp hết, gọi là cây người tình đó. Bây giờ chúng ta tạm thời gác hai này lại đi. Đây là cây người tình gây hấp hết. Thích lá của cây này có thể giúp giảm đau. Lá thì mọc lên rất là rắn chắc. Hoa thì nó màu xanh. Có thể là cái cây này chăng? Anh em nhìn cái lá nó có cái giống ở trong nó có nhị ba cái nè. Tạm thời chúng ta để đây đi. Cây này thì cũng tương đối thôi chứ không giống lắm. Nó chỉ có hai nhị thôi. Kiếm cây nào mà nhị có ba cái đó. Đây, cây này cũng giống rồi nè. Cây này thì sao? Cây này giống hơn nữa. Tôi nghĩ là cây này đó. Không, cây này nó không có nhị hoa. Ít khói từ gió nó khô, nó hoa màu xanh đó cứng nè. Đúng rồi đó. Này là lá săn chắc. Chính xác luôn. Mình đã nhận được cái mới gọi là Copper Candia đấy. Để đây đây. Gobo Mưa hình như là ông thám tử á. Không ai, không có ông đó đây nè. Không phải ông thám tử ông này. Nhưng đâu bên ngoài. Thì ông kia là kêu gọi cái mà kỹ năng chuyên môn của bà này để hỗ trợ mới điều tra lại cái khu dùng dùng đá xe đu quay. Thì ông ta rất là biết nịnh hót để với một bà già giúp đỡ. Tôi nghĩ là việc anh ta hút quả trứng. Đúng rồi. Anh ấy phải thật tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi. Cái câu mà của Loki nói với Thor trong lúc nằm tù trong Avenger nè. Thì bà này là học giáo huyền bí, được cái ông kia tìm đến để hỗ trợ. Do phát hiện một cái gì đó rất là bí ẩn. Thì bà cần một cái cây gọi là phù thủy đó. Này, phù thủy phít. Thì cây này là giảm triệu chứng nhiễm trùng. Hút ẩm. Và phát hiện sự hiện diện của số một số hợp chất. Thì rất được bướm yêu thích. Nó tương tự cái Fever Kit, nó thường bị nhầm lẫn. Mình có cây Fever Kit này không ta? Đây, vậy mình xác định cây Fever Kit thì tính từ kia ra. Quả màu đỏ. Lá màu nhạt. Quả màu đỏ, lá màu nhạt. Tôi nghĩ nó là cây này. Có, nó đó. Đây là cái cây Fever Kit nè. Thì tạm thời chúng ta dán nhãn vô cây này đi. Thì mình sẽ tìm một cái cây giống cây này dán nhãn mà chưa xài đến đây.
thì có một cây tương tự với cây đó, có thể là cây này đây, thì hai cây là tương đối giống nhau đó. Chúng ta coi đây, quả mọng nhỏ màu vàng, đây cây phù hợp tiếp đây. Thì thử rồi, thực tại thì hiện tại thì không có mô tả nào cho cái cây này hết, chỉ có cái gợi ý duy nhất là nó giống cây quay kit này, thì tôi nghĩ cái cây này là giống nhất rồi đó, nên cứ giao đi, chính xác luôn rồi. Thì giao cốp, chúng ta tiếp tục đi thì về phía tây gần nguồn sông Winter. Thì dắt tôi thử chỗ này không khó luôn. Sơ bơ tết, cái nguồn sông là ở đây hay ở đây là tôi nghĩ đây là cuối sông, đây là nguồn sông á. Vậy thì còn một ô này nữa, tí thử qua ô này thì chúng ta tí luôn đi. Rồi dưới cách tiếp theo xin mời, ông này long bị dướng nè. Thì ông này ổng thường trọng mấy cái chuyện kinh doanh của mình lắm đó, lại kiểu con mèo nữa đây. Ông thích mèo thì tôi gọn mèo nè. Gì ba cái anh giống một liên quan đến công việc đây, ba cái anh giống một gì đó. Loại nấm được tìm thấy trong những nơi tối ẩm ướt thì nó hấp thụ bất kỳ ánh sáng nào ở gần luôn, nó có thể thu hút ánh sáng xung quanh bao bọc trong một môi trường trong bóng tối, dạng như cái này là hút ánh sáng nha. Mang dưới nấm thấm một chất lỏng màu sữa, có thể trị được tiêu thụ như tiêu thụ như phương pháp điều trị đau dạ dày, thì nó là nấm. Với mụn khóc đỏ một bên nó không phải, bên dưới nấm là có phương, như một màu sữa đỏ, một màu trắng lỏng màu nhớt là màu sữa, chính xác luôn. Thì lần trước tôi cũng đã nhầm lẫn cái cây này một lần rồi. Rồi. Thì hiện tại tôi vẫn đang biết cái này, tôi sẽ đi thử một lần nữa. Và cái ô này cũng không có gì ở đây luôn, vì có gợi ý không? Đã muộn rồi nên đóng cửa, đóng cửa tiệm. Chúng ta sang ngày thứ sáu thôi. Không lâu sau cô gái rời khỏi quê nhà, cha cô khóc. Gì cha cô khóc nhưng anh gì, nhưng ông nhé, nhưng ông đã bị cuốn vào nỗi đau của mình đến nỗi ông đã để cô đi, giờ không bây giờ đi tìm cô nữa. Ấy quên nữa, cái đó lá bài mà manh mối của mình mà. Rồi thứ tư rồi, ông già Cornishon nhìn ra hồ với đôi mắt mù, thậm chí anh ta lang thang với dòng điện trôi giạt nhẹ nhàng về phía nam, mô tả ảo ma cái gì. Con này nó quá nhiều ngụ ý mà. Đây, con Niton đây. Nhìn ra hồ với đôi mắt mù, tâm trí lang thang với một dòng điện trôi dạt nhẹ nhàng về phía nam. Là nghe đây đúng không? Như cho về phía nam tôi nghĩ có thể chỗ này, với dòng điện, dòng điện này có ý nghĩa gì không ta? Chúng ta đi thử vào cái điểm này trước đi, thì phương nam là chỗ này, nước tiếc là không có gì. Chúng ta còn có thể đi xuống một ô nữa ở đây hoặc là ở đây. Một ô, hai ô, ba ô. Trời sấm chớp bên ngoài, luôn luôn có một con mèo ở bên cạnh mình.
thì chắc là cây đuốc côn trùng thôi. Đây em này cho mình cái bản đồ. Cái chữ X sao cái này đứt khúc ta? Đứt khúc có nghĩa là gì? Hình như đây nào phải không? Tôi nghĩ cái chỗ giống chỗ này nè. Cũng chưa biết được, cái bản đồ này nó khá là mơ hồ. Tôi không hiểu cái đường đứt khúc này có ý nghĩa gì. Từ từ chúng ta coi kỹ lại lần nữa. À hiểu rồi, cái đường đứt khúc là cái này. Vậy thì cái điểm đó là ngay giữa hai đường này đúng không? Ô này đây chính xác luôn. Winterborn, Winterborn thì mình đã có cái cây đó chưa ta? Chưa, hình như có rồi. Cây nhớ là cây bị lạnh nhé. Đây được rồi, Lualoi bông hoa màu xanh mát mẻ. Rồi cây cứng chống côn trùng, bông hoa màu xanh mát mẻ chống côn trùng, tôi nghĩ là cái này đó. Sai kìa, không nó rất là nhiều lá, còn cây này chỉ có vài lá thôi. Đây vậy là cây này thôi, chính xác luôn. Thì những cây này đã xong rồi, chúng ta vô qua đây thôi. Hết chỗ để cho nè. Mình đã thu được một cây mới. Cây này có gai rất là cao màu đỏ. Đây, cái này đã xong rồi. Rất vào lưu trữ thôi. Chỉ khách tiếp theo. Đây, lại cái em này nữa đây. Rồi ok. Thì cái tình chị em này là gần như ngoài cái hội nhóm chị em phù thủy đó. Đang sống trong một cái khu rừng ở vị trí này nè. Đang sống trong khu rừng ở đây nè. Aida thì đang rất là hoảng loạn. Một cái chị em lại mất tích rồi. Cục bỏ trốn tên là Theta. Đây đúng gì vài năm trước hả? Thì tìm cái cây Jacob hả? Thì điều tra là cái vụ mà bỏ trốn vài năm trước để làm cái gì mình không biết nữa. Thì mình không có cái cây đó rồi. Gia cướp một. Đây. Cái này giống như cây anh túc vậy. Tôi nhớ đầu game tôi đã nói con này rồi. Đây nó đây, nó đây. Thì cái này là chủ yếu như cái GPS nhé, thì tìm định vị để tìm kiếm mấy người mất tích. Đây chiếc lá là có những đặc tính thú vị mà tính riêng của họ, chính xác luôn. Thì mình đi tiếp tục đi một lần nữa ở cái bờ sông phía tây những ô này, rất tiếc là cũng không có gì luôn.
Thì hiện tại mình còn hai cái, một tá bài tên God với một cái này, mình chưa biết nó là cái gì. Kim Movies hả? Thì em này là nghe đến cái cửa hàng đá cuộn tròn một bông hoa màu xanh đậm, thì nó liên quan đến âm thanh. Tôi nhớ đầu game mình có nhắc về nó một lần rồi, cô gái mùa hè đúng không? Để coi lại cái thông tin cái cây mà Lady Summer nè. Ngày chữa phiền muộn của nó, trái tim thôi. Ủa không, bên đây á. Thì em này không phải là quên mà là chỉ không nhớ thôi. Cái cây này cũng có lá cuộn tròn nữa. Thì cái cây này tên là cây gì? Nó cây này cây bên phải. Thì cây này cây chanh. Nghĩ nó cũng không phải đâu. Thì cái dấu hiệu này là của triệu chứng mất trí nhớ đó. Thì lá cuộn tròn chúng ta chỉ có hai cây thôi, cả hai cây đều có mà cái bông màu xanh hết, nhưng cái này xanh đậm hơn. Chúng ta thử cây này trước đi ha. Chính xác luôn rồi, thì thực vật đã được xác định từ đầu rồi. Mi Upload ông này là ai vậy, người nuôi dưỡng ông này mới không, khách hàng mới của mình. Ông này chắc là giáo phái gì đó, thì trưởng thành gần cái con Ford, nhưng danh tiếng thì chủ yếu là nổi lên ở cái Garden Kale Kale đó. Rồi ông này ông lại là để triệu hồi, ông tiễn mình vô cái giáo phái gì không, đúng rồi đó. Thì đây là có một nhóm gọi là Seed of Redemption. Thì ông kêu mình rời đi trước thứ sáu, đừng có sai lầm khiến ông thất vọng. Rời khỏi cái mà cái gì đó, tư do anh Phúc Phi như sao, để tôi xài cái bản dịch cho chắc ăn. Ông này kêu, ông kêu mình cầm cái cây đi theo cái gì đó. Công cụ nè, OCR đó, Google dịch muốn nắm tiếng Việt. Trên này chữ đu chứ không phải 80. Đại diện cho một nhóm gọi là hạt giống của sư nuôi dưỡng. Cái này chữ gì, không phải chữ nuôi dưỡng đâu, giống chuột tội thôi. Thì đó, ông này cũng kêu mình đem một cái cây để bên cái chỗ mà bên ngoài cái mà cái chun này là dạng như cái nhà thờ đó. Cái chun này sát kêu, nhà thờ sát kêu phải không? Thì mình đem cái cây theo sao đó, làm cách nào để mình đem cây theo được? Đây sát kêu đây, thì cái cây Ostion nên theo ổng không? Ổng mới nói một câu mà mình đi theo liền vậy. Mình chơi con game này thì một tuần mưa hết 6 ngày rồi. Thì bà này là một nhà chim tinh học nè. Thì lúc nãy là bà đi theo cái yêu cầu của ông kia.
để điều tra cái vụ gì á. Thì bà đã tìm thấy là cái vụ án đó là có một cái nghi thức liên quan đến tâm linh, nạn nhân rất nghèo nhưng mà không thể tiết lộ thêm thông tin được. Thì Gil Ben là chắc ông thám tử á, nó rất là ghê gợn luôn. Thì bà này bà muốn cái cây của mình để mà củng cố cái lý thuyết suy luận của bà, yêu đời tham gia để coi tác dụng cái cây đó là cái gì. Tác dụng của cái cây này là thì cái cây này là chất độc thôi, chắc là để nghiên cứu chất độc. Tôi nghĩ là cái cây này nó không uống nhựa cái cây này. Hiện tại cái cây này nó chỉ có cái lá thôi, rất là khó xác định luôn. Nhưng mà cái lá này giống nhất. Thử cái cây này đi, không được thì mình sẽ đi tìm. Nhất tiết là không rồi. Cây này khác khá xa. Nên tôi nghĩ chúng ta chưa có cây này đâu. Nó sẽ nằm ở một trong hai cái gợi ý này. Cái này thì xong rồi. Cái chiều, chúng ta còn hai cái này. Khoan 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 khoan. Cái hộp content. Ông già con đi đon nhìn ra hồ với đôi mắt buồn. Dạ con đi thon à. Kêu thon à. Ông già đó là liên quan cái chỗ nào đó. Chúng ta thử chỗ này đi. Đây, đúng rồi đó. Thì cái hồ này cho về phía nam là cái chỗ giao nhau chỗ này. Có khả năng trong hai cây này là có một cây bà đất đó. Đâu, hai cây mới của chúng ta đâu ta? Cây này có không? Màu tím sẫm. Không, cái này cái lá nó cũng rủ xuống. Thì hồi nãy chúng ta đã thử một cây là không phải rồi. Tôi để cái cây đó ở đây nè. Đây, cái cây nãy chúng ta thử mà không phải nè. Cái cây này rất là giống luôn á. Nhưng mà thử đi, sai lầm thì chết thôi. Đây luôn rồi. Chúng ta lại tiếp tục vào mini game. Lần này là mở chìa khóa. Rồi ẩn cái chữ đi giục cái để coi chìa khóa thôi. Thì cột sống tôi đúng rồi đang đau thiệt. Cái lõm vô, hai cái lõm vô cái cuối dài. Nó là cái nào ta? Cái cuối ngắn hơn hai cái đầu. Hai cái đầu ở lại bằng nhau.
Không, không, không luôn, không luôn. Không luôn. Kỳ vậy. À đây, đây, đây. Thì nãy giờ mình đi Isekai hơi bị nhiều á, không phải Isekai hơi bị nhiều thôi. Thì còn cái câu này. Thì mình mới đi qua cái dòng sông này cái nữa. Từ chỗ này gặp đi về phía tây gần cái nguồn sông. Nguồn nó phải chảy từ đây, nó chảy ra sông lớn hay là sông lớn chảy vô sông nhỏ? Rồi tốt nhất là tôi rút gọn cái con này đi, chơi thử hoài. Tên game này tên gì ta? Nên lên cửa hàng coi đây tên game đó. Khu vườn kỳ lạ. Phía tây là web. Chúng ta bắt đầu ngày 6. Ngày 5, thực ra là ngày 5 đúng hơn. Ủa? Đây, cái hướng dẫn ở đây. Tôi mở cho anh em luôn. Thì tôi thử cái chỗ này rất nhiều lần mà không hiểu sao không thấy. Đây nè. Chỗ này là chỗ đầu tiên tôi thử luôn á. Kỳ vậy ta. Một. À cái này không phải là số 1, nó là số 2 rồi qua qua phải 3. Đúng rồi, số 2 qua phải 3. Số 2 1 2 3 thì là nó nằm ngay cái sông này. Ok luôn. Tôi đọc là 1 2 3 không à. Chữ nó xấu quá. Mà lần trước tôi bấm vô đây 1 lần rồi mà tôi quên. Đây. Chúng ta được cái gì? Cái này là cái gì? Cái ông đó, cái ông muốn gặp mình ra đó ông cắm trại à. Phát bắt đầu phát đi đít. Nó gọi là cái get a boy. Mày ẩn cái này đi. Nó ẩn sao là những cái bí mật. Cái đó đâu ta? Mình tủ mình không? Rồi đây. Ừ, so cái gì vậy? Thì tôi dùng cái tool dịch luôn cho anh em đọc cho nó dễ một tí. Tiếng này đi gặp. Thì nó gọi là cái ghét, nó được gọi là cái ghét Agoi nè. Nó có thể tìm thấy một cái bí mật che giấu vậy đó. Nó có thể cho thấy mình nhìn thấy được. Thì nói chung là giới thiệu cái tính năng nó như tôi nói nãy thôi, chưa thấy gì mới. Thì bây giờ vẫn là cái cây Gilega cho bà chị này. Đá cứng ngọc lam, trái cây không có mùi chú ý.
hai cái lá từ trong ra. Cái lá nó hơi rũ xuống một tí, có khi nào cây này không? Cái này thì cái lá nó tương đối giống á, tạm để qua đây đi. Cây này nãy chúng ta thử rồi, nó không phải. Cây này cũng đã thử rồi luôn, cũng không phải luôn. Vậy bây giờ bỏ vô, nó tự vô. Ok, bây giờ nó có thể là một trong hai cây này. Cây này không biết cây mới hay cây cũ, không phải rồi, thử tiếp cây này không luôn. Cây này thứ rồi, ba cây đều không được rồi, chúng ta chuyển sinh luôn rồi. Sò farm kiểu này khá là hiệu, trò này thì đơn giản hơn. Tôi định thử cái trò farm quay quay đó mà nó không không được. Ủa? Mày dùng đơn rồi. Này là ngay đây nè. Rồi vô rồi đó. Ủa? Tôi thấy ngang dữ lắm rồi ta. Thì nãy chúng ta đã thử hết 4 cây rồi vẫn chưa có cái cây cần cần tìm đâu. Này không nè, này không nè, này không. Cái màu đỏ này chắc chắn không rồi, để lên đi. Này xài sao ta? Thì nó bảo là có ở đây. Không lẽ là cây này? Nó gợi ý với tôi là cái cây nhị vàng kìa. Cây này cây lo lắng ít hơn mà. Cây này không rồi, cây này không rồi, cây nấm. Đừng nói là cây này nha. Người ngoài nhạc của cái gỗ dính khói, cảm giác như giấy thủy tinh khô. Không, tôi không nghĩ là cây này đâu. Cây này không, cây này giờ đã thứ rồi,
Cái này thử rồi luôn rồi. Còn lại không lẽ là cây nấm. Cây nấm này càng không phải nữa. Chúng ta có hai cây này. Thử lại lần nữa. Ủa? Chơi ngu rồi anh em ơi. Chỉ là nãy giờ tôi chưa thử cái này. Càng gì cứ loại trừ nó hoài luôn. Khi bạn loại trừ tất cả các kết quả đã sai rồi thì cái còn lại dù vô lý tới đâu nó vẫn là cái đúng. Nếu nãy mà tôi chọn nhiều quá thì tôi sẽ chọn cái nấm này. Anh đâu quýt nữa gì đó mất. Giờ em này được là thừa kế một ngôi nhà thì xem qua một số tài sản để lại cho thừa kế đó, thì thấy có một điều gì đó là rất là bất thường. Một góc ở cái góc trên mái nhà thì thấy một chiếc quan tài. Thôi 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 bỏ đi em, bán nhà luôn đi. Thì nó bị mấy cây nho là bao bọc lại, không thể cắt được luôn. Thì nói về thực vật thì nghĩ ngay đến cửa hàng của mình. Rồi rốt cuộc lại muốn mua cái gì? Genting Hoàng gia hả? Đây, Genting Hoàng gia là cái cây có hai cánh, bên trong có cái hoa bông hoa màu hồng, được tạo thành hai cánh hoa hình thận lớn. Thì cái này gợi ý rất là chi tiết luôn. Ủa, tôi nhớ cây đó tôi chọn rồi một lần mà ta. Nè, hình như tôi nhầm quá cây này nè. Đây khoan khoan khoan, tôi mới thấy cái gì đó. Cái gì? Bỏ vô đây coi thử mà. Trời ơi, đây cây này đúng mà. Có nó đó. Bó tay luôn. Vì cái kính này là nó có vấn đề. Tôi không biết sử dụng nó ra sao. Chúng ta hết ngày rồi. Hy vọng qua ngày hôm sau sẽ reset được hai mạng đó. Năm dặm về phía nam. Ở đây, dơm được luôn nè. Nó phát triển là giữa mùa xuân. Giữa ban ngày. Nó phát triển về giữa ban ngày, nằm dặm về phía nam ở cái nơi là đâu nơi cao nhất hả? Nãy được không thấy chữ cao nhất đó đâu. Ban ngày chính giữa một ở đây là 33 giữa 16 17 chính giữa 1 2 3 4 5 À đây rồi, mấy cái núi nó có cái số trên này. Đó là cái chiều cao của ngọn núi. Ngọn này là 500, 600, 900 là cái ngọn cao nhất nè. 978. Bao giờ cái số trên ngọn núi là cái chiều cao của nó. Everest, đỉnh Everest ở đây. Một. Có không, ngay chỗ này. Một, hai, ba, bốn, năm. Vẫn ngay cái đỉnh núi này. Thì hiện tại trời rất là mưa luôn, nên mình không biết cái chỗ này nó có mưa không. Nếu nó có mưa nữa thì có thể không hái được cái bông rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Coi rất tiếc là sai rồi.
Cao nhất nhân 1 là cái gì? Cao nhất nhân 1. Thì chỉ nói đúng là cái ngọn núi nó cao nhất rồi đó, tôi không thấy ngọn nào cao hơn nữa. Dolman là ông già rồi. Năm dặm về phía nam, một dặm, hai, ba, bốn, năm, đúng mùa này mà. Giờ tôi muốn coi lại cái này nãy quá, để tôi ra đây tôi rút đồ lên ngày 7 coi lại đúng cái thẻ đó suy nghĩ thôi. Thôi đón khách đó. Đây, em này thì hồi nãy là cắt được cái dây leo rồi. Bên tài không có gì ngoài bụi cả. Một cái bùa hộ mệnh. Phía sau thì có dòng chữ đó là quyền trưởng của Solomon ở đỉnh nhất. Cứ tê Solomon đó. Người vàng đi lần nữa rồi. Thì trời đang mưa nên tôi nghĩ là nó sẽ tính mưa trong toàn cái map luôn, nên nếu là nó sẽ phát triển bình thường với ánh mặt trời giữa trưa là hiện tại trời mưa mình không có đi được, nên bây giờ tôi đi thử một lần nữa, nếu không được nữa thôi. Thì lúc nãy mình đi từ chỗ này xuống rồi, giờ mình qua trái ngồi, tất nhiên cũng không có gì, nhưng hy vọng vào trời nắng thì tôi sẽ đi được cái ô đó. Giờ chỉ chờ thôi. Thì em này scare gì cũng summon mình sẽ định gần hết đôi cây rồi, thì cây này như cổng địa ngục vậy đó. Nhiều bông hoa nhỏ có mùi ngọt chọc theo thân cây, thì tôi nhớ cái cây này rồi. Mùi quyến rũ có nghĩa là mùi ngọt á. À, cái cây này lúc đầu mình nhầm cái lá đôi nè. Rồi lông bên cung nè. Mình cũng biết được khá nhiều loại cây này. Tiếp. Có thư gì cho em không? Ở gần Winsider. Là cái vụ án hồi nãy cái bà mà nhà chim tinh học đi điều tra được cái ông Shepman rủ đi điều tra, thì bây giờ nó đã lên báo nè, nghe đồn gã nhân cù nhà nghèo chết đó, thì cái mà bị giết bởi một con thú hoang, con thú đó cũng giết thêm nữa cái đàn cù luôn. Thì có thể con quái vật đó hơi bị ghê rồi. Gì mắc Kentan 403 là sao? Nó nhiêu đấy hả? Hay là liên quan cái này không? Có mắt nè. Mắt Ken 403.
cái ô này thì vừa đủ luôn á. Đây là kênh đâu không, cái này đóng đây học, cái này trời giống mưa rồi. Kênh này ghe là có nghĩa là mắc kênh nó chứ gì đó. Kim hết không phải. Một hai ba bốn à, giữa trưa có thể là cái này, cái này là bán hình mặt trời không, nếu vậy từ cái đỉnh đi nó xuống 1 2 3 4 5 từ cái chỗ này đây thì cái hình mặt trời nó sẽ chỉ vô cái ô này. Bây giờ tôi đi thử vô cái ô này chả có gì, chỉ lượng làm bậy rồi. Đêm nè thì tới ngày nè, hòa bình với ánh mặt trời giữa trưa nè, mắc kênh nè. Bốn không ba cái này cũng kênh đó nè, kênh D còn kia kênh T, kênh T tôi nghĩ nó giống cái này nhất. Đây là 403, nó là chiều cao của ngọn núi. Hai mười lăm không khó. Thông nào cao 43 nhanh. Nó chỉ ngay ô này, mặt kênh này ngay ô này. Là sao ta, hồi nãy thì mặt trời tôi chỉ 5 ô đúng không, sai đó, giờ mặt kênh là ngay ô này là đúng không, còn cái số 403 đó là cái gì. Kênh đúng nè, nó chỉ ngay ô này nè, là cái khu rừng cạnh dòng sông nè. Đi tới đây đi có luôn nè, thì thử có mắc kênh là đi vào khu rừng phía đông cái kênh đáp, có khu rừng nhỏ phía bắc cái kênh đáp gỗ. Nói chung là mình tìm được cái cây đó. Chỉ cái nãy giữa trưa là tôi tính sai á ta, 5 dặm phía nam cao nhất. Nãy tôi cũng đã thử nhưng mà 5 dặm về phía nam nè, 1 2 3 4 5 ngay cái đỉnh núi đó ở phía đông, phía đông ở chỉ ngay ô này luôn. Nãy tôi đã thử cái này rồi, nhất đó thì giữa trưa là cái hình mặt trời. Cái này thì xong rồi, hết rồi, chúng ta tiếp khách mới rồi. Câu kia thì chờ trời nắng hay đỡ không gài cá từ ngọn mô, bà này mới đi điều tra nãy giờ nè.
đó, bạn tìm cái cây của mình về thì đúng là cái cây đó đã được sử dụng. Cái cây đó chủ yếu là mấy thần chú hắc ám thôi. Cái cây này cũng đầu độc Aga nó, Ada nó, Ada là cái em trong mà cái em trong rừng á, cái em giống hội chị em phù thủy trong rừng á. Sau này có một cái mà chị em khác ra nhờ mình. Nỗi buồn của thiếu nữ. Thì có thể hai vụ án là liên quan đến nhau không? Cái chi là chiêu hồi. Là một con thú nhưng mà nó vẫn dính độc, nó vẫn dính độc nữa. Có gai, gai này có gai. Thì lá cụp xuống đượm buồn. Cây này chưa có tên cho nằm đây đâu. Mình nghĩ nó là cây này nè. Nỗi buồn của thiếu nữ luôn. Chính xác luôn á, người không có sai đâu. Cái hình nó đã mô tả 90 dặm rồi. Lại thêm cái có gai nữa. Get a ball. Hoa hồng có gai đúng nghĩa luôn. Để ông điều tra viên nè. Đất con bê. Một cảnh đá phiến, một biểu tượng được vẽ lên. Cái này vòng tròn chiêu hồi quá. Nách cơm bê là ở đâu nhỉ? Cái nàng tiên nó đánh cắp xe cút kít thôi. Cái lông mày này chắc là phát hiện quá, cái cây tác dụng cảnh giác hay gì quá. Lông mày, cây này có gai, không gây sát thương nhưng chứa độc nhỏ, đủ gây đau. Cái chuyển phía nào phải dùng khí hậu ấm áp. Một vị vua đã chết, cải thiện thị lực cho ban đêm. Nó chỉ phát triển về phía nam ở vùng khí hậu ấm áp hơn. Thì nếu như mình chưa có cái cây này, mình phải đi về phương nam để mình tìm. Nhưng mà tôi có một cái cây gai na ná vậy mà. Cái gai màu rực rỡ, tôi nghĩ cái gai màu vàng đúng luôn á. Thử trước đi. Đúng đúng luôn rồi. Tôi tính đâu là mình chưa có cây đó à. Phải đi về phía nam để lấy không? Y code cũng khá đơn giản. Hôm nay ông bắt đầu đi điều tra cái chỗ trên cái trang website với bà kia thì bắt đầu có mối liên kết giữa cái nhân vật rồi đó. Thì tôi cũng đang chờ hết mưa để thử cái này đây. Ông này ông cần cát xám, ông nói cái loại này quý hiếm đến mức là không ai biết luôn. Ông không khiển mèo của tôi nữa à. Nến nến, chạy nến nến này bữa tôi tìm nhầm, tôi tìm hoài không ra nè. Thì nó có một lớp vỏ bên ngoài có rất nhiều khác biệt. Một số nhai dễ vệ sinh răng miệng. Không nuốt, gây ra đau dạ dày. Các gân giống như những ngọn lửa tạo ra một mùi hương khói. Mùi lạ gì không mà biết. Mình cũng không còn nhiều cây nữa. Nghĩ không phải cây này đâu.
cây nào mà có cái thân gì vậy đó. Cây này cây nấm thì rất dễ nhận biết rồi. Đây đây đây, nó đây phải không? Chính xác luôn. Đó, cây cát xám thì nó có màu xám thiệt nè. Đâu phải lừa đâu. Mình tìm được loại hoa mới. Cái này giống như cái bông này. Rồi hết ngày rồi, hôm nay cũng tương đối đơn giản. Không có ảo màu quá độ. Khi ghiền World Cup. Tôi nhớ nó nằm ở giữa bản đồ đó. Nó ngay khúc này này nè. Hôm nay trời nắng nè, hy vọng chúng ta đi lấy được cái cây đó. Là cái chỗ này. 5 dặm từ chỗ này xuống. 2, 3, 4, 5. Hy vọng trời nắng lấy được cây. Đủ đảng nó, sai dây. Năm dặm về phía nam nơi cao nhất. Đúng chỗ này còn gì nữa, 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm, 5 dặm. Tôi không nghĩ là tôi sai chỗ nào hết. Thì hôm nay là có vẻ hết mưa nhưng mà chắc chưa có nắng á. Hồi đi xích con nhện nó bò tôi đến đâu, con nhện màn hình thì không à, nằm lấy tay quẹt thử. Bot field nè, người cáp nè, low width nãy tôi nhớ có một cái làng tên là low width, không biết có phải không. Đây đây đây, Lowit nè. Lowit mà đến cách siêu là sao? King Kết là hai cái đường nó đây lên đây. Portfield là cái gì? Portfield thì nó tạo hình cái thế tam giác nè. Low wood to in hết chứ nữa. Như vậy cái làng nó phải gần gần đây chứ. Đây 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 đây, rồi chúng ta có 4 điểm rồi. Anh em đợi tôi chơi tấm hình. Đây. Thì đầu tiên là từ phát phiêu này. Từ low width đi lên phát phiêu là chỉ cây bút đi. 10. Lưu ích đây. Đi lên phát phiêu. Có đi lên ai hết. Đổi màu cho nó dễ nhìn. Đây đây đây. Người đó đi đây. Từ phát phiêu đến kinh ghét. Đó là hai chỗ nó giao nhau ngay chỗ này. Tôi đừng nghĩ đúng là bên Dover đi hai ô lên ô. Dover đi hai ô lên ô ngay chỗ này. Đó, chính xác luôn. Thì thực ra lúc nhìn bản đồ tôi đã suy nghĩ tới việc đi qua mấy cái đường này cắt chéo nhau để cho ra một cái tọa độ rồi.
có được 2 cây luôn. Vẫn còn cái này. Cái này là của ngày 7 phải không ta? Tôi Google tôi tìm muốn đi cho nó nhanh. Hay ngày 6. À, tôi coi cái lá bài bằng tiếng Anh rồi. Thì cái do cái này nó dịch sai. Không phải là cao nhất mà nó cao nhất trừ 1. Tức là nó cái cao hơn 2 á. Giờ tôi mới hiểu. Nói cái câu này nó dịch sai. Hồi nãy coi cái lá bài bằng tiếng Anh tôi coi không kỹ. Tin tưởng về cái việc báo á. Cái chữ nhân 1 này là ở trừ đi 1, tức là top 2 á, chứ không phải là đầu. Thì bây giờ cái này là 9 7 8 nè. Cái này 899 nè. Còn nào hàng chính không? 873 là cao à, không, 873 không bằng. À, 9 902 có 2 cái hàng chính thôi. Chỉ có 2 cái hàng chính nên cái chính đầu tiên cao nhất. Thì chỉ còn là cái chính thứ hai này. 1 2 3 4 5. Chứ nó nằm cạnh tower này luôn phải không? Đi thử đi. Đúng rồi nào. Á, dịch dịch quá thô hàng gì. Lũ đảng. Cây này giống cây nấm quá vậy. Đi, cái cây này hình như là cái cây tôi nhầm lẫn á. Cây nến nến á. À. Đây nè. Ủa không? Ông này là ai đây? Tôi quên mất rồi. Người nuôi dưỡng. À, cái ông này ông tuyển dụng mà vô cái giáo phái của ông nè. Vì ông này nói chuyện là sặc mùi tôn giáo vậy. Thì mấy ông này là ghi là chưa nghi thức triệu hồi đen gao nè, đen gheo nè. Rồi ok. Bye không. Tôi nghi cái con đen gheo là cái con quái vật giết cái ông chăn cừu với nửa bầy cừu á. Rồi giết luôn mà cái bà trong cái giáo hội kia. Rồi. Nghe được phim nghe phim tôi nghĩ là cái dòng phụ cho thôi. Ủa nó có luôn à, đến đâu cái dòng phụ này chứ. Thuốc dễ độc thì vì bà này là sẽ không bao giờ quên cái ơn giúp đỡ của mình. Tôi nghĩ là bà trúng độc đầu tiên trong rừng là cũng bị trúng độc thôi, giờ đi tìm cái thuốc giải mà. Thì nó có một mùi hương say sưa như quyền trượng của Solomon. Cái Solomon hồi nãy cái nãy mình nhớ cái Solomon là liên quan đến cây nào đó, giờ quá nhiều cây rồi. Cái này cái nhụy nó có rất nhiều thứ. Đây 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 phải cây này không, 2 4 6 cái nhánh nhỏ ra.
Thì cái này cái có 4, cái này hình như là có 5 rồi. Nó có 4 5 cái nhị, nhưng mà cái cánh nó lại khác, tôi nghĩ không phải đâu. Cái này cũng khác luôn. Cái này lại càng không. Không luôn. Hết cây rồi, mình làm gì có cái cây đó. Cái Solomon này nãy là cái gì đó, hình như là cái em mà không có em đó trong đây rồi, cái em mà đi lại cái trong cái nhà có cái hòm mà thừa kế đó, cái quan tài thừa kế chống rỗng á, có bị mấy cái nho mà đeo vô quan tài á thì em nó lại mua của mình. Tôi nghĩ là cái nó giống cái cây Solomon đó, thì tôi tìm được cái cây đó lần nữa. Cái tên hồi nãy ba cơ son nó giống một phải không? Không không không, cái giống một này nãy ông kia ông mua. Wow nhiều quá rồi. Đây 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 đây, nó nhắc đến cái Solomon rồi. Thì không phải rồi, chỉ là cái Solomon nãy của cái bà Mộng Du, chứ không phải cái bà khác đó. Không, này Gilda đang giao, giờ tôi bó tay rồi. Bây giờ dựa vào hình ảnh thôi. Cây này cây này dáng nấm này không phải đâu, nấm để đây đây. Cái lá này rất là dẹp nha, lá tròn móng dẹp luôn, nên tôi nghĩ là chưa có cái cây đó trong cái kho vườn của mình. Không gợi ý rồi. Đây nó chắc chắn có đây nè. Sao lại ghét Abony? Cái bông màu xanh nhưng mà cái nhụy màu đỏ hả? Ghét abon hiện tại thì cái cây này giả giải quyết từ vấn đề gì, nhưng mà tại sao nó lại là gợi ý ghét abon? À là nó nhắc cái này của mình, này xài làm sao chưa được hướng dẫn luôn. Cái gì? Ủa sao bỏ vô cái này nó ra là cái ghét carbon?
cái gì nữa? Mình có khác gì đâu. Trời ơi. Có khi nào cái kính này nó cho mình tìm đủ 5 cái nốt này không ta? Không, trong cái ngăn để bàn không có rồi. Xong cái gợi ý giờ này cũng không có luôn. Hiện tại cái này tôi thấy nó có màu xanh lên đầy mà. Tôi chả biết nó làm cái gì. À, coi bản đồ bằng cái thiết bị này liên quan gì? Đây đây đây. Đây, ngôi mộ của Hợi Săn. Ô 14 đi xuống hai ô ngang cái dắp. Mộ có một con những con gấu tên là thế này à. Đây 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 đây. Nó nằm ở ô này. Rồi ok để đi, mình đi tới cây. Tôi vẫn không hiểu sao cái này nó liên quan đến Gateway luôn, hồi nãy ăn hơn á. Ừ, chỗ này. Ok đó đâu rồi. Đây 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 đây. Đây sồi tuyệt vời. Nằm ngay chỗ này ok. Lại chúng ta chỉ có ba chỗ đó thôi. Mèo. Tiếp đi rồi đấy cây đó đấy người ai đây mẹ tôi bắt đầu đi làm giường có trình lai không chắc rồi bá cho mình cái cây này lông mát x3 2. Nhưng mà mình lấy cái kia chứ đã nó đi sau đây ngắm cây vậy thôi đó rồi bây giờ mình giải cái kia trong thời gian chờ đây ở đâu rồi à get abon get
Ủa cái S3 hả? Cái gì tôi mới thấy nó đâu rồi? Đây 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 đây. Giờ trên bàn mình nhiều thứ quá. Quyết định lại bắt đầu ở lòng mép S3 2. Nói chung bản đồ gì có chữ S. À tôi hiểu rồi, S3 này là cái tọa độ mình thôi. Nhưng nằm với hướng đông. Bây giờ mình tìm cái lòng mép, cái lòng mạch đó. Chơi game xong này chính thuộc cái bản đồ luôn á. Làm gì có chỗ nào tên là long mét MEG á, MEG dài à, kiếm chữ mét thôi. Khoan tôi đọc lên có khi nào nó dịch thành bảy nó. Không em đó không có ở đây rồi. Không coi lại lót chat nãy được rồi. Có khi nào nó tên dòng sông không? Tè bậy nè. Cấm tè bậy. Bỏ tay rồi. Long mét S3E2 thì đi theo cái tọa độ này rồi ra. Đơn giản vậy thôi nhưng mà không có thấy chỗ long mét bản đồ. Quýt anh đi nè. Tiếp tục. Chúng ta tập trung vào cây đây. Đây cái lá đôi đây. Cái cây mà tôi bị nhầm lẫn từ lúc đầu. Hình như là cây này. Đó, chính xác luôn. Cầu đây đi. Long mét ở đâu? Chữ long không có, chữ mét không có nữa. Cái hồ dạy trung bình không ta?
Long là dài, mét là vừa, dài vừa vừa vừa. Để tôi là tra cái Google cái từ đó, còn mang ý nghĩa gì khác không? Đó, long dài dài thôi. Từ mét này nó chẳng có nghĩa luôn. Rồi bó tay rồi. Cái này nó chơi chữ tiếng Anh quá. Để tôi Google luôn, nó chưa bó tay rồi. Rồi đen lại. Rồng ngoài R E S 3 E 2 thì S 3 E 2 là cái tọa độ phía trước rồi đó. Rồi tôi mới đọc cái đoạn đầu à, nên tôi nghỉ đọc, không đọc nữa. Thì cái này là cái địa điểm Long Mét này nó chưa xuất hiện trên bản đồ, phải vài ngày nữa thì nó mới bắt đầu xuất hiện. Thì hiện tại tức là mình chưa giải được đâu, thì tới đó mình giải sau. Tôi mới đọc vài câu đầu tôi nghĩ rồi. À, Amos Duncan nè, cái ông hay gửi thư cho mình nè. Có nhận được thư rồi, nói gì nói đi. Sao mà cụ không xài điện thoại? Để tôi mở nhạc nền nào nghe cho nó xem đây. Chứ để mà chơi game mà không có nhạc, mỗi âm thanh thôi. Đó. Thì ông chú của mình là cái ông mà chủ cái tiệm hoa này lúc trước ông qua đời, thì ông mình mới kế thừa cái ông chủ cái tiệm hoa này của ông. Thì cái ông bạn thân này của mình á, ông hay gửi thư về, ông cũng tìm thấy trong cái túi áo phát của ông chú đã phước của mình á, mình tìm thấy cái này trong nó nè, thì nó sẽ có ý nghĩa gì đó. Trời ơi, những gì à đây, thì nó có thể là trái phải trước sau trên dưới luôn. Nó có bít gấp ở trên nè, mình ghép vô là ngay luôn á. Đó, ngay luôn nè. Ngay bên đây. Game này công nhận hack não thiệt. Mình hơi mở phá được cái ngăn kéo bí mật. Ngày 6 rồi, ngày 5 nè, ngày 4 nè, ngày 0 nè. Sáu. Ok. Nhưng sao nó không mở? 3, 5, 4 0, 6.
cái kính dòm rồi. Không thấy có gì khác thường, tôi giải đúng mà ta. Thậm chí có quay ngược đi đi nữa cũng không được nữa. Ba năm bốn không sáu, ba năm bốn không sáu. Nhưng tại sao? Rồi tiếp đi. Không có ý tưởng, không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng nó có thể là mình hứng thú với nó. Người lại sao đó tiếp tục Google dịch thôi. Tiên dược bay lóc là một nguyên nát bởi ba lô gai đặc biệt, trợ thủ đắc lực cho trí nhớ những người uống nó, đảm bảo họ giữ lại những thông tin mà họ không bao giờ quên. Nhìn chậm chậm là mức tường trống trong suốt 12 giờ. Uống xong mất trí luôn hả? Lấy sau này mình có chế từ ba cái thuốc đó, tạm thời hết ngày đi. Thì cái này như là thuốc tăng cường trí nhớ mà có phản tác dụng đó. Cái gì mà nhiều vậy? Ở từ bay, một người cao quý đứng im lặng nhìn bầu trời đầy sao, là tôi biết đó là cái gì đó. Tề bảy á, chỗ tề bảy của mình ở đây nè. Rồi lấy cái la bàn tròn rồi. La bàn tròn rồi. Đây tề bảy đây, bầu trời đầy sao. Đó. Một người cao quý đứng im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Ủa gì không phải cái này hả? Tôi đoán sai rồi. Cái vòng tròn đá à, cái nơi xảy ra vụ án mạng á. Tôi phải Google cái lá này coi lại tiếng Anh nó làm sao cái đó. Hôm nay là ngày 9, tôi Google cái lá nó cái đó. Ngày 9.
nữa, cứ là bài target nó là chính. Cái hình này với hình này là một đúng không anh em? Nếu đúng vậy thì có thể là cái hình này nó sẽ xoay ngược lại được. Nhưng mà nếu xoay ngược lại thì cái cỏ sáu cánh này nó lại không đúng vị trí. Thì mình đi từ phải qua trái thôi. Hai cái này nó giống nhau nhưng mà nó không phải. Thôi rồi, gì mới đúng nào? Hai cái này nãy tôi nhìn cái cạnh bên đây nó gần giống nhưng mà hóa ra là không phải. Tức là không có xoay ngược gì hết. Nếu như xoay ngược thì cỏ 5 lá không đúng, cái cỏ 3 lá cũng không đúng luôn. Nè, như anh em xây ngược cái cỏ ba lá thì hai cái nhánh này nó phải nằm ở trên. Lựu đạn game. Nó thiết kế cố tình để cái nét này với nét này nó giống nhau rồi nó cho cái này nằm bên trái đầu tiên nữa. Đó. Nhiều quá gì chú ơi, chú viết gì dữ vậy? Cái đĩa này thì được gọi là cái sum cái mút đít gì đó. Rồi, cái đĩa rồi. Cái sử dụng nó để gửi cho một đoạn mã này là gì, đường lách hai gandan nhìn tiếp thì mình được hai tờ nốt mới nữa. Gubat ba gao thuốc thảo dược đường lách hao gandan. Đây tôi lấy Google dịch đi, dịch mồm chi nó mệt quá. Ông chú ông xanh cỏ rồi mà không để lại cho mình được cái mật khẩu cái bàn. Bài đít thì được rồi, xong mắt đít. À, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Tức là cái câu này là dịch sai nè. Không phải dịch sai mà nó dịch. Đâu rồi? Cái này mở gọi cho vô đây hết đi. Đâu rồi? Đây.
ý của cái vòng tròn đĩa này á là đi lại cái đĩa này, một người cao quý đứng im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Thì từ cái điểm tay bay là nó đi đến vị trí nữa, từ cái vị trí đó thì coi cho nó vòng tròn này không có, để đi tiếp một điểm nữa thì cứ đi liên tục đi đến cái cuối cùng là bầu trời đầy sao, là cái này nè, có hình mặt trăng này. Thì bây giờ tôi xét lại tiếng Anh nguyên bản đó, coi cái chữ nào viết qua chữ thường đó. Thì chúng ta ở ngày 9 có lá bài tarot của ngày 8. Đây, tôi đã tìm thấy một cái tấm hình này nè. Thì đây là nguyên văn của nó. Đây đây. Cái này đó chuột tôi nó không hiện lên đây đó. Rồi cái nãy tôi tìm được rồi nè. Ủa đang copy rồi, đây là cái nguyên dạng đá bài nè. Rồi chúng ta bắt đầu giải à. À, từ te bay nè, mấy cái chữ trái đầu anh em để ý là nè, ít ít đúp ít đó, anh em để ý mấy cái chữ trái đầu nó chính là cái này nè. Từ te bay đi về phía bắc một ô, đi về phía đông một ô, xuống phía nam hai cái, sang phía tây một cái, xuống phía nam hai cái nữa. Ngay ô này thì cái câu này trong logic kỳ bạc tôi đã có rồi, nên nhìn phát là tôi biết liền à. Đây nói có sách mách có hình luôn. Cái này là sờ voi cho anh em chơi logic kỳ bạc đó nha. Thì lúc trước là có một thanh niên đã hỏi rồi. Đây đúp A D cần cho anh nè. Hỏi cái câu đó đầu tiên ta. Đó. Thì cái câu này là cái câu tôi tự nghĩ ra thôi. Là A bằng bên trái nè, đúp đúp bên. Nên nhìn cái nãy là một phát là tôi nhìn ra liền rồi. Thực ra câu tôi đã khó rồi, cái câu nãy còn khó hơn đó. Ai mà không tư duy được là chắc con luôn á. Thì đây là câu đố tôi tự nghĩ ra, tôi vẽ lên đây nè. Thì như các bàn phím anh em đúp 3D là bốn hướng mũi tên nè, thì cái này hãy dùng đông tây nam bắc thôi. Nếu nghĩ đông tây nam bắc thì người Việt mình khó biết khó nghĩ à. Đó đây, ủa đâu quên tiêu vậy, lên phải xuống xuống trái xuống xuống ngay cái núi này. Dịch ra một người già đứng nhìn cái gì, một người cao quý đứng nhìn ngôi sao vậy, làm tôi phải đi tìm cái thẻ gốc của đưa coi lũ đạn game thì việc quá thì nó khá là khó chơi luôn. Rồi, tiếp khách đầu tiên. Thì nãy là tên đến đâu để cái dòng mà đi hướng cái dòng đồng mét nè. Đó em này tiết kiệm nha, thì đưa này cái Faber Kit thôi, em nó sẽ chỉ cho mình cái lông mét nó nằm đâu, cái lông mạch. Nụ hôn vĩnh cửu hả?
bông màu đỏ lá màu nhạt. Anh em nhìn thấy giống vậy chứ tôi là thấy không giống rồi đó. Xanh đậm đâu không phải rồi, lá có màu nhạt thôi. Này cũng không luôn. Thì tôi nghĩ là cái này đúng hơn. Quả mọng nhỏ màu đỏ nè, quả mọng nhỏ màu đỏ nè. Lá mỏng, lá mỏng, lá màu nhạt. Màu này thì tôi không biết đậm hay nhạt, nhưng thử đi, cũng đúng thôi. Sai rồi. Lẽ mình chưa có cái đó ta. Này mới thử cái này sai nè. Màu đậm thì cũng không phải luôn đâu. Này càng không. Này không giống. Này cũng không luôn. Nó không có mấy cái hộp ở giữa. Hết rồi, còn ba cái nấm này. Có khi nào có nhầm tên với cây nào không? Cái phù hỷ này không nhầm đâu, phù hỷ này nãy đánh tên rồi. Cây này cũng không nhầm đó. Nãy có một cây giống giống cây này, cây nào đó. Đây 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 đúng không? Ờ mình có nữa. Thôi cây này là tôi tự mò ra cái tên hàng gì. Thì lúc nãy tìm cây này á, lúc nãy mình tìm cái cây mà rồi cây này nè, cây phù hủy dích này nè, nó có nhắc đến giống cây Faber Kit phù hủy fit nè đó, nó giống cây Faber Kit nên tôi tìm cái cây Faber Kit này luôn rồi, bởi vì tôi nhớ cái đá nó rất là đặc trưng mà tìm không ra. Tự mình hack não chính mình. Thôi tư đó, người phụ nữ đeo mặt nạ màu xanh ngọc đó thì có một cái gói thuốc là cái bà bí ẩn này nè. Đây nè, ông đưa thư này công nhận ông cái gì cũng biết, đến không biết gọi là nhiều chuyện hay là tri thức nữa. Để tôi mở coi có cái livestream nào tôi vừa coi chim vừa đánh thì chơi game không. Tạm thời coi cái livestream này trong lúc mà tôi chơi game đó. 720p gì bếp phút nến. Ủa cái này ai gửi cho mình? Mẹ này này bếp tao nè, bếp phút nè, cái nến, cái nến là ngay ô này luôn, ngay cái ô chính xác là cái ô xéo bên dưới cái 978 đúng không nè. Có khi cái này là cây nến nến tôi tìm á, cây tròn có gai cái lá bẹp ra. Tôi nhớ có lần tôi bị hôm qua tôi bị ăn hành cây nến nến đó, cây nến nến nó có giảm lo lắng, hôm qua tôi ăn hành vãi ra luôn nè. Tôi không biết phải là cái cây này không.
Không phải rồi, ông ba tôi bị ăn hành mới gây này, trong này ông nhà giàu thì ở mình tối ngày nè. Ok, người hầu hả? Ủa không, cái ông này là ông tuyển dụng mình. Rồi cây đa ghi ông ơi, đa ghi ông ơi, ông này ông lên cảnh báo cái thứ gọi là người hầu vậy đó. Thì tại cái thế giới cũ á, cái con được triệu hồi nên ăn thịt cái mà gã chân cừu á, nó gọi là người hầu, the man, man, mai đa gan thi ông. Cái khả năng thay đổi tâm trí mạnh mẽ. Rồi ông này uống hút quá liều rồi, nên cho ông nữa không ta? Mắt màu xanh lá cây luôn nè, người da trắng nè đó. Cái đồng tử không phải, này là người da trắng mà đồng tử con mắt, cái lồng trắng con mắt cũng có màu xanh lá cây đây. Ông ơi ông hút cần vừa vừa thôi ông ơi, ông hút kiểu này ông lại đây ông mua nữa. Nó chỉ là cái lá sắc nhọn dài thôi. Cái này là giống nhất cái nào, không, 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 cái này giống hơn cái nào đó, sắc mỏng dài luôn. Thôi cho ông đó, ông hút thoải mái đi, ông hút xanh cỏ luôn thì ông khỏi tuyển dụng vô rồi đó. Cái lá đôi đây 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 là cây này nè, bê la nè. Cây bê la thi đều cây mới rồi. Đây, nó lên hình sự giấm nhẹ phải đi. Không, cái cây đó nhiều lá hơn đó, hình như nó là cây này nè. Không, cái này lá đối xứng, còn cái này là lá nó khá lệch. Cây này không, cây này cũng đối xứng luôn. Thì cái này là khử độc trong không khí thôi, gọi là máy lọc không khí á. Thì cái này có mùi khá dễ chịu, tôi nghĩ đúng rồi nó đó. Nghi ngờ để đây thôi, mà mình chưa dùng tới cây nó mà. Cây này là cây gì? Hoa tinh tế, không phải đâu. Hoa tinh tế gọi là hoa iPhone đó. Thì ông này lần trước ông xin mình là cái cây mà có khả năng nhìn trong đêm đó, thấy rõ ràng như ban ngày. Hôm này đi qua một cái khúc cua, thấy một cái hố nông đầy hộp sọ, thì cái này chắc sinh vật hiến tế quá. Cái bà kia bà chịu hồi đó ta. Ông này u đầu rồi, bị tìm thấy một cái hố này xác chết, xong rồi gặp cái bà đeo mặt nạ là cái bà này. Tôi nhìn nhầm nhầm mà tôi không nghĩ cái bà này là có liên quan đâu. Bà cũng bị ám ảnh như cái ông đó thôi, chứ như liên quan thì đơn giản quá. Rồi quả màu tím
Mà không phải ổng u đầu mà là ổng đau đầu vậy ám ảnh. Đó, cây nào làm gì có cái hộp không? Vậy tức là cái quả này nó có thể nở ra. Nở ra cái tím tím này phải không? Chính xác luôn. Có này quả màu tím thôi. Nút quốc. Mèo. Sợ mèo á. Rồi đi. Đây. Con trai bà này ốm. Một nấu nó cái nấm tạo ra cái sữa dậy. Thì cái nấm nãy đó mình có rồi, biết rồi. Nấm mình chỉ có vài loại thôi. Cái nấm mà lớp dưới có màu trắng đục á, không phải nấm này. Mùi sữa, nhớ như nấm này nè. Cây hoàng hôn gì đó, cây này cái gì, sunset màu cáp. Không phải cái này rồi. Lang thang lưu cũng không phải luôn. Nó đây, nó đây. Đó. Chất lỏng màu sữa dày nè. Chất lỏng màu nhớt nè. Nó đó. Đây chị. Bà gà son cái giám mục. Chơi game này là phải lục trí nhớ cái đầu đầu luôn. Bà này bà tâm linh nè. Thì ông kia đi điều tra về thì bị ám ảnh sợ hãi rồi. Đâu đó là từ gói vợ. Rồi sau đó thì không bao giờ nhậu nhẹn đó. Cho biết thêm một câu thằng chú chịu rồi. Tại đó đã khắc cái gì đó lên một cái vòng tròn trống. Cố gắng triệu hồi nó đến đây. Thì tất cả cái nạn nhân đó thì đã tan tành ở trên rồi. Bị xé xác là nên là có thể cái triệu hồi đó đã thành công. Cái con này có khả năng là cái con người hậu á, nên ra mã vàng à. Có thêm bếp bếp tôi ghi bị tôi ghi nè, muốn đến đường điêu đẹp. Bà này đi vô gần hỏi cái gì nó đây, dịch cái này cái hả, chữ nhiều quá. Cái nhãn này chắc tôi không cần xài nó đâu, em tắt luôn đi. Rồi đâu rồi, cái bản dịch rồi. Nó thì có rất nhiều cái tên, một số gọi nó là quanh mặt đeo, liên quan đến cây đen mã vàng chết chóc. Người ta còn gọi nó là Night Stalker, kẻ theo dõi ban đêm, kẻ bám đuôi ban đêm hả? Đó, kẻ bám đuôi ban đêm. The Misa of the Real. Điều này thẩm phán không? Quay nghiêm kinh sợ. Chướng khí, Maxima chướng khí. Thì cái coi cái chữ này chắc mai mốt tôi phải dùng nhiều game thôi, nên chắc tôi lưu lại cái tôi giấu vào Discord. Rồi.
Ok. Để tới đâu ta? Đó, người hầu, sư bá. Này đâu có mấy chữ người hầu nữa đó. Người phục vụ, kẻ đỡ. Tại phía đông bắc của thề bảy, nơi không có gì phát triển. Thì có cái cây đó đó phát triển. Rồi ok, cảm ơn. Nguyên cái bài văn này thì nói về cái đó thôi. Đông bắc của thề bảy là chỗ này. Có nấm đen. Anh em nhìn giống cây từ ghim không? Ủa cái này chưa xong đó. Ủa xong rồi. Đó, mày chết rồi nè. Thì cái này chắc ngày mai em nói cho mình manh mối. Cái em đầu tiên mà kêu mình cái thuốc mà nghe thính giác á. Này cái gì đây? Đường Black Town Kendall Gobert thuốc thảo dược. Đường Black Town Kendall á. Đây kênh đan đây thì chắc có thể ngày mai chúng ta đến đây thử mọi chỗ này. Hôm nay hết ngày rồi. Mỗi ngày cô chăm chú theo những lời được dạy của Ada. Đây Ada là cái bà đó chết nữa. À, cái chữ này thì mở lên là chim của đại cao 5 mét cái nào. Rồi chăm chú làm theo lời dạy Nga đa nhận được hiện được giao những suy nghĩ của cuốn sách thì động lại trong tâm trí của cô. Có khi nào Ada đó là từ nhỏ đã được đưa đến ngôi làng đó chỉ chủ yếu là thành cái vật hiến tế thôi cái gì vậy? À hai dặm về phía bắc của Fortfield. Ok chờ mày đặt chơi thế ẩn nữa. Thì chúng ta đi lên đây trước đó, cầm cái danh thiếp rồi đó, cũng tìm cái nhà thuốc Everest nè, cửa hàng này. Nó cái đường trung tâm rồi thị trấn. 2 giờ sau thì đã tìm thì đọc cô ba cây thuốc mà chế 2 tiền luôn, cái cây mà chế ra tiền luôn. Đây 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 đồng Sierra nè, Sierra cây nấm có cái chấm màu đỏ ở đây nè. Từ để đó mình mua được 3 cây thuốc mới. Đây lại một cái nấm, 2 cây hoa lô kèn. Quá rồi, bên đây quá nhiều rồi. Chắc bây giờ bớt qua trái. Đặt đây cho nó đẹp. Để gì xấu à, đủ 9 cây chưa ta? Chưa chưa chưa. Cây 48 9 ủa cây này chưa có tên mà sao nằm đây còn sót cây nào chưa có tên mà nằm đó không? Rồi rồi cái ấm. Rồi ok. Chúng ta có cái đồng này lấy được 3 ngắn. Tiếp vị khách đầu tiên. Ủa quên đó. Fortfield 2 dặm về phía bắc của Fortfield. Là bạn thủ thư là cái em mà cho mình cái lông. Cái lông mét vậy đó. Lông mạch đó. Đây.
Ủa nó đâu? Nó dông dài cái gì? Tu viện. Tu viện Gadeo. Đây mình phải đến cái tu viện Gadeo đó. Chắc có trên bản đồ á. Ở đó sẽ có một cái ông sư. Ông sư. Đây, mon này, móc này. Siêu cầu một cái cây từ mình. Còn họ không nói cho họ muốn. Nó một bài test đơn giản. Thì đến cái mà cái gì? Cái đâu rồi? Salep Abay. Tôi nhớ nó nằm ở góc đây nè, tu viện nè, nó nằm kế cái lâu đài. Rồi lúc đầu có bà gấu cũng chết, chỉ có một người bạn mới có thể bước vào, là cái cây tượng trưng cho tình bạn, là cái cây phót phót đúng rồi, cái cây đầu tiên mà cái ông thám tử ông mượn, ông thám tử ông mượn ông đi vô mà cái kia đi vô cái ngôi làng để điều tra cái vụ án chết của bà ở đó. Lúc phó đó hợp đồng tình bạn nè, tôi không biết là chính xác đâu. Chính xác luôn, con game này nó hack não hơi bị nhiều tí. Long mét nè, như cái vòng tròn phía bắc, vòng tròn đá phía bắc. Đây nè, cái vòng tròn đá phía bắc nè. Một phù thủy ở Long Mét sống gần với con gái cô ấy. Vòng tròn đá nè. Ủa vòng tròn đá này, ở đây cũng có vòng tròn đá. Không lẽ là ngay đó luôn. Người chế để trình thiết thôi. Rồi, Long Mét tính là cái địa điểm ở phía bắc này. Cái vòng tròn đá nói về bà phù thủy sống cùng những đứa con gái của mình. Thì dựa vào hai cái manh mối này. Rồi. Đang thảo dược rồi xong luôn rồi. Đó, Long Mét thì chúng ta đi qua chữ S. Chữ S ở hướng Nam 3 lần, hướng Đông 2 lần. 1, 2, 3, 1, 2 là ngay cái đầu ngọn sông rồi. Đây. Có một bông hoa gọi là thúy mộc. Cây là kỳ lạ đó đây. Cái lá này giống lá gan túc thiệt á. Mà lá gan túc mà. Thì chúng ta đã giải được hai câu nữa rồi. Để còn cái này quên đó nhé, cái này không biết là gì luôn. Cây sồi đúng hồi nãy, tôi nhớ có cây sồi nó giống hình này không ta? Không không, cây này khác cây sồi. Fortfield 2 dặm về phía bắc của Fortfield. Đây Fortfield đây, 1, 2 là trên cái dòng sông này tí.
Nó nằm ngay ngã tư. Cứ cây cho nó nhanh. Cái nữa. Ok. Đây. Ba con vả trên buồng cây, tiếng cọt cắt của nó chia thách sự im lặng. Nó còn điềm báo với sự chết chóc. Tôi đến lặng là lấy một cái cây và lặng lẽ ra đi. Mèo ngủ, mèo đang ngủ, bấm chuông nên nó tỉnh. Hỏi chi em nè. Đây, cho hỏi với em nó giữ bí mật gì hàng trăm năm. Bọn họ biết là cách đánh bại người hầu đó. Họ biết cách đánh bại người hầu. Thì họ vẫn không tiết lộ cái cách đó. Bây giờ triệu hồi con quỷ đó thì rất là nguy hiểm này. Ồ, cái Ada này không phải là tên của một nhân vật mà nó chính là một cái vị trí giống như là hội trưởng của cái hội GM vậy. Núi mạnh mẽ. Gate Mountain. Này núi mạnh mẽ này. Cây gì kìa vậy? Những bông hoa lớn giống như một cốc, không ra mùi ẩm ướt. Đây 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 đây. Phải không? Mùi ẩm ướt, mùi những cuốn sách cũ, đúng rồi đó. Thôi rồi. Công nhận mấy anh đi sai à, chơi chữ dữ thiệt. Núi mạnh mẽ nữa. Chị mèo. Vậy cho tao sờ tí rồi. Too much game nữa. Để hoàn thành cái bản thiết kế. Ủa, mình yêu cầu nào? Này phòng nghiên cứu của tôi à. Sản xuất thuốc tiên. Đây là hả? Cái gì đây? À, cái phòng nghiên cứu của mình. Đây, cái thuốc tiên nãy của mình đây. Cái hoa sáu cánh. Nó có giống hình mô tả không đây em ta? Nè, tôi tìm được cái nè. Năm cánh nè. Năm cánh này nó lại có sọc ở giữa. Nhưng mà cái đầu nó nhọn, nó phải tròn như vậy. Sọc ở giữa, nhọn cái đầu. Có hai cái nhị, nó đó, đây, hai bông. Bông thứ ba là 8 cánh, 9 cánh. Củ cánh. 9 cánh à. Nào này không? Không, cái đầu nó nhọn hơn. Chỉ có thể nằm trong cái số những cây này. Hey, đây 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 đây. 2 4 4 5 5 4 nó đó. Đúng không? Không đúng nổ cháy chết không? Rồi ăn cảm bội. Tôi nghĩ cái cây này có thể đúng chứ. Đây là cây này. Không, cái nhị nó khác, cái nhị này giống hơn nè.
Có chín cái cánh mà nó nhọn luôn, đúng rồi. Này bốn cánh thôi. Hiện tại thì hai cái gai này không thể sai đâu. Nên tôi nghĩ có sai là sai cái gai cuối thôi. Ủa đây. Đây phải không? Trời ơi, cái này chính xác luôn rồi. Cái này gai lông mài á. Rồi đây. Làm lại. Đó. Có hình thù mới luôn rồi, thấy không? Là còn cái này là gì? Một cái đĩa thôi. Rồi sau này mình có chế thuốc nữa. Game này công nhận phức tạp, cực kỳ phức tạp. Ủa em này radar đó à? Rồi đúng rồi, em này trong gần Liga mà nhờ sự giúp đỡ của mình à, dù không muốn. Đan đeo đó là cái con mà con thú người hậu á. Ồ, hai cái ngôi nhà có dấu cộng. Tiếp tục chúng ta lại hành trình mò bản đồ. Cái khúc cua này có thể là cái đường biên hoặc là cái dòng sông. Ở đây nè. Có không? Như vậy thì nó đâu có cái núi đâu. Chỗ này có cái hình người gì nào? Cái đường này nó nằm ở giữa hai ngọn núi, bên phải nó còn có nhà có hình chữ thập, tôi nghĩ là cái nhà thờ, tôi nghĩ nó là cái nhà thờ. Đây phải không? Đây phải không? Ở đây nè, đây nè. Đúng rồi nè. Cái núi nè, cái núi nè. Ngay dưới cái núi nè, ngay chỗ này. Bên phải là có cái nhà thờ nè. Bên trái có cái nhà nó nè. Đúng rồi. Bên chỗ này đây. Đây là tìm được bệ thờ, than hồng và cơ lao. Bây giờ mình lấy coi hai cái cây đó. Coi nó có tác dụng gì đó, mới được. Thuộc tính bảo vệ. Hoa là những nhiều cạo sắc nét. Rồi tới cái cao đeo gì đó rồi.
Thì cái cây này như cái thỏa thuận với quỷ đó. Thì tôi muốn chơi thử cái là cái độc đạo này thử coi. Thân cây mỏng với chiếc lá nhỏ, lá mỏng và tinh tế. Cái cây lá mỏng và tinh tế đâu ta? Nghe nói nào phải không? Đúng chính xác luôn. Bây giờ tôi chơi cái mà đen tối vô cái đó thôi. Coi cái cốt truyện game nó có thay đổi hay gì không? Cái gì đây? Đổi loại thuốc của mình. Thì đây mấy cây mới mới nằm bển rồi cả. À không, cái cây đó nãy mình đem đi chế thuốc. Mình đem đi chế cái bình trắng nè. Cách kế tiếp. Ngủ quá. Thì cái giáo phái này không biết chung với cái giáo phái ông kia nãy mời không. Rồi, cái vaccine. Nè, nãy mình có ông này mời mình vô giáo phái hoài luôn, người nuôi dưỡng đó. Đó, ông này nè. Mà không biết đợi ship gì đó. Đây, ship thuộc gì đem dành nè. Thì không biết là phải cái giáo phái mời em này mà đến mức gây khó chịu anh em nó đuổi đi luôn không? Chúng ta coi coi tác dụng của cây đó cái nào. Galaxy nó cơ chế phòng thủ mạnh mẽ nè. Cái vỏ gai phát triển trên cái thân cây này. Đây 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 đây. Nãy tôi nhớ tôi lấy được cây này rồi. Ai vậy? Quá vậy, cái tiệm mình nó nhiều cây à. Giờ tôi không biết có bao nhiêu cây luôn. Ngày chúng ta qua ngày mới à, thôi chắc tôi nghỉ ở đây thôi, vô cái ngày mới đi. Tôi nghỉ 902 803 902 803 902. Nãy tôi nhớ là có một cái ngọn núi cao vậy đó, tôi không nhớ chính xác gì không. Tôi nhớ cái ngọn núi thứ hai cao 902 đó. Đây nè. Tám để ba rồi, đúng luôn, đơn giản. Con này đơn giản gì, nó sẽ nằm ngay chỗ này để tôi đưa cái đồng xu lên đánh dấu đó, nó nằm ngay cái chỗ đó, là ngay cái ô kim phát. Quá đơn giản. Thì hồi nãy là tôi nhầm cái diệt hóa, nó diệt hóa cái núi cao nhất là 978 nè, nhưng mà thực ra là nó nói đến ngọn núi cao thứ nhì 902 nè. Nam mô xuống đây là ngay chỗ này. Bây giờ nên tôi nhớ con số 902, con số 803 là số này, nó chiếu ra cái điểm còn lại ngay đây. Thôi nghỉ lại đây thôi, thoát khỏi máy tính để bàn. Đây là những cái chơi game giải đố nãy giờ của chúng ta. Một con game rất là hay, rất là thú vị luôn nha. Tôi đã chơi được 5 giờ rồi, chắc cũng hơn nửa chặng đường rồi. Thì sau này ước mơ của tôi là sẽ làm được một con game giống vậy.
Con game này thực ra là nó không quá phức tạp. Này mở quét nó là nói giới thiệu cho nó dễ. Tắt nhạc luôn. Con game này nó không quá phức tạp. Đồ họa nó thì tự nhiên đẹp mới có đẹp này, nhưng mà nó giảm đi độ cay nhiều. Anh em yêu thường chật có thể làm. Sau này tôi hy vọng có thể làm được một con game tương tự thế này chứ không phải giống vậy. Thì tất cả chúng ta cũng làm việc trên một cái bàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kèm theo đó là giải mã, tập trung vào cái yếu tố là bản đồ. Thì chắc tôi làm con game ma pháp rồi, tâm linh. Game rất ấn tượng nè. Mỗi ngày thì thay vì chúng ta mở bài tarot thì tôi sẽ cho nhân vật của tôi là một vui chẳng hạn. Game hay. 6.000 được đánh giá là xứng đáng với những gì nó bỏ ra đó. Mặc dù tôi nghĩ số lượng chơi con game này không nhiều, tại vì nó quá là khó chơi, mà nó nhiều được đánh giá là do ai chơi rồi cũng thấy nó hay đó, nên mới đánh giá gì thôi. Chứ thực ra tôi không biết chơi con game này điểm nào luôn, ngoại trừ một vài câu đố thì nó miên man quá, nhưng mà do trình độ tiếng Anh của tôi với mà với bản dịch nó không chính xác thôi. Đây thì thanh niên này thì không hợp với dòng game này thì chơi anh chị đâu ai ép đâu, người cũng gán để lại được đánh giá tích cực nữa. Thật ra mà thanh niên này nhận được cái game miễn phí đi qua tìm cây nè, tìm kia nè, cũng cố vô đánh giá tích cực làm gì không biết nữa. Nếu không khen được thì đừng có chơi, tại vì chơi là phải có cái điểm mà xứng đáng để chơi. Chứ trong khi vô có thấy con game này không hợp với mình mới thôi chơi. Tại vì cái không hợp với mình đó, nó nằm ở khoảng giữa, có nhiều thứ như tôi là như tôi thì chơi game là không có kén nhiều, thì một vài cái game không hợp với tôi đâu, nhưng game này cũng không hợp mà. Thì tôi cũng không chơi game kinh dị, nhưng mà không bao giờ tôi là đánh giá tiêu cực cho mấy game kinh dị mà thực sự nó hay cả. Nó không hợp với mình là do quan điểm của mình, chứ không phải là chất lượng vô chơi nó lại. Con này cũng hay lắm nè, thì nó có DLC mới rồi, ví dụ tôi coi đây. Thì đây là con game này là con game thế bài, nhưng mà thế là nhập vai. Lúc trước tôi chơi thì có 3-4 nhân vật thôi đó. Game này tính toán cũng khá khá thứ, tôi thì tôi đã phá đảo nó rồi, tuy nhiên phải cày cuốc khá nhiều mới phá đảo được. Một nhân vật ninja là chuyên gia hệ độc tầm xa, còn em pháp sư này cực kỳ mạnh luôn, gần cuối mới mở được. Samurai thì có lượng giáp với mặt cơ động, còn nhân vật đỏ này tôi quên tiêu rồi. Thì nãy tôi thấy cái DLC gì đâu, đâu quảng cáo DLC gì đâu. À cái Ayaka là nhân vật đầu tiên của mình. Đó. VDOC. Đấy hả? Rồi. Bán ra cái DLC miễn phí này. Khi nào tôi chơi lại con game thì tôi sẽ làm video riêng về nó. Như mấy con game vũ trụ gì thì chơi cũng được nè. Game global chiến đấu, game hẹn hò gì mà. Thì hầu hết vẫn là khen. Để tôi đọc mấy cái chơi, tôi đọc thứ này. Sau này mình cố gắng làm con game mà để tránh rơi vào trường hợp vậy. Thì mới bắt đầu chơi là cảm thấy rất là thích cái game đây, cái ý tưởng và cái nội dung, cái nhân vật cũng như cái đồ họa. Con game này chơi chủ yếu tìm hiểu cốt truyện,
Dịch rồi nó nhanh. Thanh niên này thì phải ra ngoài tìm khá nhiều nên khá là ghét bọn này. Thì chơi chơi với người ta giống mùa thanh niên này thì khá ngược đời. Thì đánh giá tiêu cực thì luôn luôn phải có hai mặt trái chiều, không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Đó, phải quản lý nè, đúng như cái suy nghĩ của tôi về đầu tiên nè. Rồi ok, thì một con game rất hay, tôi sẽ tiếp tục chơi nó hoàn thiện nó. Thì tương lai cũng hy vọng có được một con game vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em xem video ngày hôm nay.